Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là mình sẽ bỏ cái thư mục public này ha, bỏ cái thư mục public này để gì khi mình vào cái số chính của mình ha, và nó sẽ gì, nó sẽ vào cái trang trang dev luôn ha, thay vì mình vào thêm một cái thư mục public nữa ha. Đây thì khi mình vào số của mình á thì mặc định nó sẽ vào cho mình cái index luôn ha. Bây giờ các bạn sẽ copy một cái file HT access mà mình share cho mấy bạn ở dưới đường link mô tả ha. Các bạn copy vào và các bạn paste vô. Ở đây thì bây giờ mình sẽ đóng lại cái sổ của mình ha. Đây, mình sẽ đóng lại cái sổ của mình ha. Ở cái server block này, các bạn tạo cho một cái file mới gọi là chấm ha, chấm HT access ha. Rồi. Cái file này dùng để redirect ha, thường là nó dùng để gì? Để điều khiển những cái đường đi của những cái file ha, những cái file đó thì cái file test này. Rồi bây giờ các bạn sẽ copy, các bạn paste vào cho mình ha. Rồi đây chính là cái file test mà mình share cho các bạn á, các bạn kiếm việc copy rồi paste vào đây ha, paste ra. Rồi sau khi bạn paste ra rồi thì ở đây mình không có sửa gì hết thôi các bạn, không có sửa gì hết. Đó, đây nè, nó sẽ vào thư mục public ha, mặc định nó sẽ redirect cho mình vào thư mục public là mình sẽ lấy được index ha, index.php. Rồi thì bây giờ mình thử ha. Bây giờ các bạn sẽ ra ngoài public, các bạn enter. Các bạn đổi lại cho mình cái server.php này thành rename ha, thành index.php ha, thành file index.php. Rồi, đây sau khi mình đổi xong ha thì mà các bạn ra lại cho mình, các bạn refresh. Đó, thì nó chạy bình thường ha. Blocks. Rồi. Title post. À, cái trang detail nó đang hiện tại đang bị lỗi ha, không sao cả ha. Bây giờ mình sẽ tập trung vào làm cái phần login ha. Rồi, clip sau mình sẽ làm phần login. Title post detail, à đây, login này ha. Rồi. Mình sẽ thêm danh mục ha, mình sẽ thêm danh mục của web du lịch của mình ha, của blog du lịch của mình, và thêm bài viết ha, và thêm bài viết.